Chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách dò lại mật khẩu khóa số vali mà khi mình bị quên. Đấy, các bạn nhìn đấy, dãy 3 số vali. Thì mình, cái nhiệm vụ của mình là mình phải tìm cái điểm rãnh khuyết ở phía dưới từng cái con số này. Và mình bắt đầu tìm. Đấy là bước đầu tiên. Số thứ nhất. Đây ạ, đây chính là cái rãnh khuyết đấy ạ. Là số 7 đấy các bạn nhé. Tiếp tục đến số thứ hai, dãy số thứ hai. Đây ạ, thấy chưa ạ? Cũng là số 7 ạ. Mình tìm đến cái rãnh khuyết số thứ ba. Đây ạ. Chính là số 4 ạ. Đó, mình mở thử xem. Không được. Thì mình tiếp tục là thay đổi tịnh tiến số 8 ạ. 8 ạ. 5 ạ. Không được. 9 ạ. 9 ạ. 6. Không được. 0. 0. 7 1 1 6 8 2 2 9 3 3 0 4 4 1 vẫn chưa được. 5 5 2 được rồi. Đó. Đấy là cái quy luật để mà mình dò cái mật khẩu con số vali. Thì cái quan trọng nhất là các bạn phải tìm được cái điểm khuyết ở phía dưới, và sau đó các bạn dò theo một cái chiều nhất định, và từng bước một, và kiểu gì các bạn cũng sẽ dò được cái mật khẩu. Đó, chúc các bạn thành công.